không thôi. Cùng chúng ta là yêu quái làm sao ngủ đâu. Đi theo mày biết tao còn anh thôi mà. Dạ,
mình dẹp ống hộp 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 nước như tại hiện đại hắn cứu bí đi. Ok. Bây giờ dắt con ba đi nha. Anh sợ ta chưa? Em sợ. Tại sao các người này rõ gan dám bắt người đã gì ăn thịt? Vì chúng con đói bụng quá. Vì vậy cho nên chúng con đã hết đồ ăn. Nên bỏ đi bắt thằng nhỏ này về ăn thịt. Mau thả chúng nó ra. Chúng con xin trả lại em hả? Dạ. Ôi, thằng này mập thiệt. Có sao không con? Tại Hiên ơi, chúng con định bắt nó về xào rau cải xanh á. Tại ơi, tại sao con đi đấy? Chị đói quá. Rồi xong chúng con tính mà nó về nhà. Rồi xong cái con đó là con ngủ hả? Hiểu vậy? Hôm nay tại sao chúng con có hai bảo bối này mà không bánh lại để hắn? Vậy đại thánh mà đại thánh chỉ có một bảo bối mà ta tại sao đại thánh đánh được chúng con vậy? Chỉ cho chúng con cắt đi
Được, để ta cho ta quay cho các con coi. Dạ. Wow, nó làm được. Bắt người nữa nha. Dạ. Thôi, để cho các con vào động ngủ huấn luyện đi. Dạ. Bye bye cho con. Bye bye. Khi nào chúng con có lượng hình người chúng con sẽ tặng cho đã hết một phút rồi. Ok. Phải cho mất ngay như vậy hả? Bye bye cho con. Bye bye.